và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về một món canh rất là dân dã cũng rất là ngon, đó là đậu bắp mồng tơ nấu với giò sống. Và trước khi nấu thì mình phải bắt cái nồi nước lên. Và những cái rau mồng tơ thì ở dưới quê mình trồng ở nhà luôn, đậu bắp cũng ở nhà luôn, không có mua gì hết. Hôm nay là mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về món cây nhà lá dương, canh đậu bắp mồng tơ với giò sống. Và khi mình bắt nước thì mình bỏ đậu bắp vào và mình nêm nếm các gia vị vào luôn, các gia vị của để chuẩn bị nấu cho cái nồi canh này. Thì chỉ có muối, bột ngọt, bột nêm và nước mắm. Đây là chảy giò sống. Giò sống này thì mình mua ở siêu thị. Mình nấu thì không có hết bọc nha quý vị, bọc này tới nửa ký được, nhiều lắm. Cho nên mình nấu thì khoảng 200g thôi. Và giò sống này thì mình chỉ lấy muỗng mình vít ra từng từng muỗng rồi mình bỏ vào nồi canh. Quý vị giò tròn lại cũng được, hoặc là để đài vô gì cũng được. Còn mồng tơ thì khi nào gần chín đậu bắp và giò sống thì mình mới bỏ mồng tơ vào nha quý vị. Món này thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là mát, ăn rất là thanh mát luôn đó quý vị. Đó quý vị thấy không, nhìn cái nồi đậu bắp giò sống cũng rất là hấp dẫn, khi mà bỏ mồng tơ vô nữa nhìn nó rất là ngon luôn đó quý vị. Món canh rất là đơn giản thôi, nhưng mà vào những ngày trời nắng nóng này và mình có một nồi canh như vậy ăn với cơm và thêm một món mặn cá kho hay khô mặn nữa thì rất là tuyệt vời. Cũng gần chín rồi đó nghe quý vị, khi nào chín thì mình bỏ mồng tơ vào. Nhưng mà có một điều đặc biệt á, mình nấu canh mà đậu bắp mồng tơ mà mồng tơ nó không bị nhớt, quý vị biết sao không? Khi quý vị để cho cái nồi canh đậu bắp này nè thật là sôi, rồi sau đó quý vị bỏ mồng tơ vào đó, khi mà sôi dữ lắm rồi thì bà chị mình mới bỏ mồng tơ vào. Và một cái đặc biệt này là làm cho mồng tơ nó không có bị nhớt đó quý vị, là phải cho thật là sôi rồi lúc đó mình bỏ vào thì mồng tơ nó sẽ không bị nhớt và ăn nó rất là thanh mát ngon. Mồng tơ thì quý vị bỏ vô khoảng 2 phút thôi là quý vị tắt bếp được nghe quý vị, tại vì nó vừa chín thôi, khi mà chín quá thì nó sẽ bị nhừ ra, sẽ không ngon đó quý vị. Món này rất là đơn giản, quý vị có thể nấu khoảng 10-15 phút là xong. Có một món canh tuyệt vời vào những ngày trời nóng nực như mùa này, mùa khô. Tại vì ở miền Tây thì chỉ có mùa mưa và mùa khô. Quý vị nhìn thấy không? Sôi bùng bùng lên rồi, thơm ngon quá. Mình quay cận lại cho quý vị coi nha. Đó, thơm quá quý vị ơi. Đậu bắp mồng tơ và chả giò sống, rất tuyệt vời. Một món ăn dân dã ở quê chính rồi đó, nhưng mà rất là bổ dưỡng. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.